Ta là thần ho, người ước đi. Tôi bị sâu răng và... Từng việc một. Cái gì đấy? Thuốc trừ sâu. Nãy người nói bị gì nữa? Dạ, bị chuột rút chân ạ. Cái gì thế này? Chuột sợ mèo, cứ cầm lấy mà đuổi con chuột rút đi. Đồng khách quá nhỉ. Mua. Ta là thần ho, ta sẽ cho ngươi điều ước. Vậy ông có thể đuổi hết khách ở kia đi được không? Được. Địch đấy, về thôi, kẻo nó lây đi.